Đẩy lên cái số 2 đi. Đó, từ từ đây em chỉ, đây là bức tranh của mình sau khi mình đã tô màu xong nha mọi người. Mọi người có thể tham khảo theo bức tranh của mình để tô Ok màu nha. và có thể tự sáng tạo nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi xem video, hẹn gặp lại mọi người những video sau. Bye bye. Bỏ món tiết luộc đi. Đây nè, chả lốt này, Hai chả là lốt vào giò cho nó may xào. mắn. Để xoay. Ơ giò thì vốn là auto có rồi nên cần gì nữa ha. À, món gì nữa nhỉ? Hai luôn. Đấy như là thế nên bỏ bỏ ra sao đi. Đã hai luôn. Ăn món gì đây nhỉ? Thịt kho chiên. Thịt kho chiên. Đây, món gì nữa? Gì nè? Gì nhỉ? À trứng. Trứng là ngả. Thịt. Thịt luộc có chưa? Thịt luộc có rồi, thịt luộc đầu tiên rồi. Em món gì nhỉ? Món gì mà kỳ công người ta cho anh Đức lấy video vịt gà luộc vịt vịt luộc vịt vịt luộc măng vịt luộc hay là món gì nữa nhỉ? Nó có từng đấy lựa chọn rồi á, ít nhỉ, nhiều mà thêm được thêm mà. Thêm được nè, em lấy cái này luôn. Cái gì nhỏ là món gì anh sẽ cho một món gì vào và quay may mắn đi. Vịt quay, okay vịt quay, à, vịt quay, vịt quay, cá rán, hơn đủ, à tôm chiên, tôm chiên, tôm chiên, tôm màu, sở vật đèn đấy nhỉ, thảo, thảo, lưu sẵn là sau chỉ cần lộc mở danh sách cho thôi, vịt quay, không biết chọn gì cứ vào đấy, quay trả lời, quay. Ý giời ơi. Mày chưa có ăn gì ở đây. Tô màu. Ok nha mọi người. Chê ê trong tí. Ok chờ chờ. Mẹ lấy tao nói mày không tắt đi chưa. Chờ biết ăn gì đấy. Mẹ chỉ luộc nhé. Mong ạ, thì ba chỉ đồ chấm mắm tôm. Thế xong đưa được. Anh mua ít đã rán về xong mua mắm tôm ngon. Về. Ờ nhờ. Sao mình không nghĩ ra mình cái món sườn hay gì ha. À ừ nhớ nhớ quay lại đi, quên mất cho sườn nào. Sườn rồi, sườn hay thì ba chỉ xào chua ngọt hay gì đấy là lại thế cũng được. Thì mình chỉ thay mỗi cái thịt thôi. Vẫn là thịt lợn mà. Quay mẹ cá rán. Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người chào chua ngọt đi anh. Thịt luộc rồi. Thì vẫn là thịt anh mua đấy. Nhưng mà chỉ thay đổi cách chế, ý là thay đổi cách chế biến đi. Anh mua đậu rán thì luộc sẵn, anh mua thịt mắm tôm về chấm ăn ngon. No. Không mua thì bún, bún no, bún ép vào đâu. No. Thịt đậu mắm tôm sẽ cho nha. No. Ok mọi người, rất đẹp nha mọi người, mình sẽ để đây một chút cho mọi người tô nhá. Ok. Trời ơi. À, Mr. Stitchy. Ok, 6 phút cuối cùng. Cố lên, mình đợi 10 phút. Người đầu tiên bước chân vào game. Mà nếu phải... Chúng nó cũng hóng chờ như mình ấy. Đứa nào cũng hóng chờ từng phút một này. À, mình chưa chơi bảng Canada đe nữa, chán rồi. Mọi người tô đi ạ. Mình sẽ cho mọi người thêm đúng một phút nữa để tô thôi ha. Con này tên là Kamek, đi là trong game Mario. Một chúng ta như gió kia. Một cái mặt không được tốt sao ta. Ok, mình sẽ chill. Ok nha mọi người. Chạy đi. Nè, thế mai là một quay may mắn tiếp. Hai phải làm nhiều nhiều rồi dùng phép loại trừ. Tôi đã thấy nghi nghi thịt luộc mà. Và bỏ rồi, không nghe. Ai nó không có cá rán nhá. Ông có quả đấy nó đi qua chả nó lướt luôn mà.
Còn đây nó không đi qua chả lá lốt là được. À không qua, ngay cạnh thịt luộc là chả lá lốt đây. Trời ơi. Thế ăn thịt luộc chả lá lốt không? No. Người tôi ạ. Mình sắp sửa đến giờ quan trọng của mình rồi. Ôi sao này. Áp lực quá anh em. Ok. Em muốn sau này đánh chồng vào nhau mà không bạn mấy, nó sẽ tạo một hiệu ứng son tim bóng như này rất đẹp cho mọi người. Để ý hai bạn, một bạn hình đang hăng máu là gót gót gôn bôi, còn bạn áp ta cười là bạn cái nó đang bắt bắt vẽ vẽ. Mình chỉ còn lại 4 phút thôi anh em. Mày vào đây. Update địa điểm tổ chức giải đấu đường quên đường vật 30 check in. Nấu quá nhéo được cơm. Thôi. Ok nha mọi người. Đi vậy. Nó xong rồi mình sẽ mua đỏ lại cho. Đi vậy. Cho nên thông tin là bảo tổ hôm nay chúng ta rất là xinh nha mọi người, mọi người có thể tham gia cho mình nè. Đi gà vãi. Ok và video của mình đến đây kết thúc rồi. Hẹn gặp lại tất cả mọi người những video tiếp theo. Mọi người like, share và đăng ký kênh của mình nha. Đừng quên á là để lại những phần bình luận hay ở bên dưới ha. Nhưng mà chửi thì tôi cút nha. Ok, tạm biệt tất cả mọi người. Bye bye. Xong.